Năm 2023, tỉnh Lào Cai phấn đấu có thêm 10 xã được công nhận hoàn thành chương trình xây dựng nông thôn mới, 5 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, có thêm 100 thôn nông thôn mới, 56 thôn kiểu mẫu. Giải pháp trọng tâm là tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền gắn với các phong trào thi đua chuyên đề xây dựng nông thôn mới, ra soát, hoàn thiện đồng bộ các cơ chế chính sách về nông nghiệp, nông thôn gắn với thực hiện chương trình, phân bổ và sử dụng hiệu quả nguồn vốn nông thôn mới được cấp Trước mắt ngay trong tháng 1 này sẽ tổ chức phát động chương trình xây dựng nông thôn mới năm 2023 trên toàn tỉnh nhằm tạo khí thế thi đua thực hiện chương trình ngay từ ngày đầu tháng đầu của năm.